Đây, như vậy mọi người có thể thấy là ẩn xà cừ có rất nhiều cách, nhưng mà ẩn xà cừ mà nó để lộ xà cừ ra ít hơn, chúng ta có nhiều phần tạo loang hơn thì sẽ làm cho cái móng của chúng ta trở nên sang hơn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Thảo. Trước hết, để làm được mẫu vân đá xà cừ này thì mọi người sẽ sơn như Thảo hai lớp nước gạo ở đây nha. Rồi, sơn màu nước gạo, sau đó thì chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn. Tiếp tục lớp thứ hai, thật ra thì có một móng đục đấy, nhưng mà khi mà làm móng đục thì nó sẽ khác so với màu nước gạo như này, nên là chúng ta vẫn quyết định là sơn nước gạo đấy mọi người ạ. Sau đó thì mình sẽ sử dụng loại giấy nhún mới để mình tán nó lên, nó tan nó ra trên bề mặt móng. Như mọi người đã theo dõi các video trước là chúng ta có hay dùng cái giấy nhún nó dày hơn ấy. Nhưng mà dùng cái giấy nhún đấy vì là Thảo không thích lắm, vì nó cũng đẹp, thế nhưng mà nó bị một cái là kiểu cứ ấn xuống như này nó không được mịn hẳn xuống bề mặt móng ấy, mà lớp sau là mình ví dụ có sơn tốp lì lên thì nó sẽ bị nổ ra ấy mọi người ạ. Thì phải sơn thêm một lớp nữa thì mới đứng lớp tốp lì, nó hơi mất thời gian nên là dùng cái này nó sẽ nhanh hơn. Rồi, miết thật mịn nó nha, miết thật mịn trên bề mặt đã. Sau đó thì mình sẽ sơn lên một lớp cứng móng để chúng ta cố định những miếng xà cừ nhé. Rồi, xà cừ ở đây chúng ta đã bẻ sẵn ra rồi là màu xanh và màu trắng ngà của set xà cừ 12 màu. Mình sẽ đặt các miếng xà cừ vào đây. Từ ngày mà có cái hard gel, có cái cứng móng này thì Thảo khá là ngại việc dùng gel IBD ấy mọi người. Gel IBD thì chúng ta nối móng vẫn dùng, nhưng mà những cái ẩn ẩn mà một ngón thôi mà mình phải bỏ hộp gel ra, bỏ cọ ra thì khá là lười, nên chúng ta sẽ dùng luôn cái cứng móng đấy. Tiếp theo sẽ tán cái phần cồn loang số 5. Bước này chỉ là tán cho nó có màu xanh thôi, nhưng mọi người không cần quá quan trọng vấn đề nhé. Đây, tán cho nó có tông xanh này thôi. Lát nữa mà muốn ảo hay là muốn xinh gì thì ở lớp sau mọi người nhé. Thêm một chút màu đen này, cho nó đậm màu hơn ở đây. Đó. Thông thường thì mọi người sẽ cảm thấy lát nữa là cái cồn loang này tán cái xà cừ, rất là ẩn xà cừ, mà sao chả nhìn thấy xà cừ mấy, không chỉ nhìn một phần. Thì khi mà kể cả dạy các bạn học viên cũng vậy, thì Thảo thích là nó sẽ ẩn, nó ảo một chút. Tức là mình ẩn xà cừ, mình không phải là nhìn thấy phơi bày hết tất cả các miếng xà cừ, từng cái đường nét, từng cái góc cạnh bẻ như thế nào trên bề mặt móng đâu, mà sẽ thích là nó mờ mờ ảo ảo, nó chỉ hiện ra, nó chỉ lộ ra một phần thôi. Rồi, tán nhạt thêm một chút ở bên viền ngoài nhé, làm sao móng của chúng ta đều có màu nhé mọi người. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy ra đây cứng móng đó. Đây, nếu như mọi người không cần dùng cứng móng thì chúng ta có thể dùng gel đắp, nhưng mà khi sử dụng cứng móng này thì mọi người sẽ dùng khoảng tầm 1 đến 2 lớp đó, làm sao cho đến khi nào nó mịn cái bề mặt luôn thì thôi ạ, mịn cái bề mặt của cái miếng xà cừ đó. Nên là đôi khi không phải mình sơn nữa mà mình sẽ chuốt chuốt nó hơi dày một xíu nhé. Rồi, sau đó thì mình sẽ bỏ vào hơ đèn. Hơ đèn xong thì mình sẽ lau bề mặt đi. Bình thường khi mà sơn cứng móng không phải lau bề mặt đâu mọi người nhá, nhưng mà vì bây giờ chúng ta sẽ rũa nó đi, mà để cứng móng thì nó sẽ bị dính ý, kiểu rũa nó không được ăn đi, không được ăn nhiều ấy, không được kiểu không được bay cái bụi đi nhiều ấy, không được mòn nhiều hơn ấy, thì bây giờ mình phải lau nó đi cho nó khô, bắt đầu mình rũa là nó sẽ dễ hơn. Rồi, mình chỉ rũa cho nó mịn bề mặt đi thôi mọi người nhé, rũa hai bên và rũa bề mặt này, sau đấy thì cũng sẽ phao lại luôn. Sau đó thì mình sẽ lau bề mặt lại nha. Ở bước này thì mình sẽ sơn lên một lớp tốp lì. Ok, mình sẽ hơ đèn kỹ nha. Hơ đèn xong thì mình sẽ sử dụng cồn loang số 8 và số 9 để chúng ta tán lên đây. Lúc này mình sẽ dùng màu 8 là màu xanh lá cây đấy mọi người. Cồn loang là cồn loang của Geliva nên là màu xanh thì cũng khá là đậm. Đó. Lúc nãy vì cái bên dưới nền chúng ta đã có một cái gọi là cơ sở đầu tiên là mình làm cái vân đá, làm cái cột tán cồn loang số 5 rồi. Nên là khi muốn làm đậm màu ở bên lớp trên thì nó tán rất là dễ thôi. Bây giờ dùng màu số 9 là số màu đen mọi người nhé. Rồi mọi người tán hết đi ạ, có điểm đậm, điểm nhạt. Sau đó thì mình sẽ dùng chai số 12 để tán lại sau.
Rồi ok, dùng chân số 12 này. Rồi. Mỗi lần dùng xong mình phải lau đi nhé, để tránh cái trường hợp mà cái cồn loang của chúng ta, trời ơi, nó bị bẩn hết ra phần cái chai này luôn. Ok, sau đó thì mọi người sẽ sử dụng gel nhẹ nhé, để chúng ta trang trí thêm. Gel nhẹ này, gel xi măng này, nhũ siêu sáng này, lát nữa chúng ta trang trí. Nhưng mà chúng ta răng nhẹ không phải răng hết cả móng đâu ạ, mình răng phần trên thôi. Và dùng bút cây cọ của chúng ta để răng, để cho nó cái gel nhẹ được đảm bảo là mảnh sợi hơn. Sau đó thì mình sẽ hơ đèn nhé và sử dụng nhũ siêu sáng của Geneva ở đây. Đây là màu, mình sử dụng màu vàng đồng nhé, để chúng ta vẽ viền lại thêm một phần sáng hơn. Đó, khi mọi người vẽ móng này để trưng bày mọi người ạ, thì chúng ta nên thêm phần này nhé. Tại vì là khi mà trưng bày kiểu cái móng này đang là tông tối, thì bây giờ thêm một chút nhũ là nó coi như là bừng sáng lên luôn đấy mọi người. Rồi, và sau đó mình cũng hơ đèn và sử dụng cái gel xi măng này nhé. Mọi người dùng gel xi măng trước hay sau đều được nhé. Vì cái gel xi măng này Thảo làm cái lớp nó mịn mịn một chút nên là Thảo mới dùng trước thôi. Còn bình thường là Thảo toàn hay dùng sau khi sơn tốp thôi. Nó sẽ được cái độ lồi như mình mong muốn ấy, cái độ gọi là độ nổi như mình mong muốn ấy. Đó, sau đó thì mình sẽ hơ đèn nhá. Hơ đèn xong thì chúng ta sẽ sơn tốt. Đây, như vậy mọi người có thể thấy là ẩn xà cừ có rất nhiều cách, nhưng mà ẩn xà cừ mà nó để lộ xà cừ ra ít hơn, chúng ta có nhiều phần tạo loang hơn thì sẽ làm cho cái móng của chúng ta trở nên sang hơn. Đó, mọi người thấy xinh không ạ? Chúng ta hơ đèn nhá. Hơ đèn xong, đây là sản phẩm cuối cùng của chúng ta rồi ạ. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Ly Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.